Na na na. Con đói bụng quá rồi hả? Đó, vậy bây giờ hai mẹ con mình đi ra bờ hồ ăn nha. Rồi, đi thôi. Wow, qua bờ hồ có quá trời cá với tôm luôn nè con ơi. Wow, con thích ăn cái gì giờ? À, bờ hồ nó có kẹo nữa hả? Wow, bờ hồ này có kẹo nữa nè. Có cá nữa. Có cá nữa hả? Có cá này nữa hả? À, con cá đó cá gì vậy? À, con cá mỏ vịt. Rồi bây giờ cá sấu mẹ này thích ăn cái kẹo đi. Rồi giờ ăn cái kẹo trước nha. Mẹ ăn con cá trước nha. Rồi ăn cái kẹo rồi, cá sấu mẹ ăn cái kẹo đây. Con sấu mẹ ăn được con tôm à. À, cá sấu con thích ăn tôm hả? Rồi, ai cái kẹo này ngon quá. Ờ, tôm nó ngon lắm hả? Rồi ăn xong một cái kẹo rồi. Rồi bây giờ ăn cái gì nữa đi ta? Mẹ ăn cái tiền. Ăn tiền hả? Này là sô cô la đó. Wow, sô cô la này các bạn ơi, ngon ghê chưa? Ờ, cá sấu con ăn cái gì đó? À, cá sấu con ăn cục kẹo hả? Wow, cục kẹo sô cô la bằng đồng tiền á, ngon quá nè. Ăn xong rồi. À, cá sấu con ăn xong rồi hả? Rồi vậy á. Ôi, cá sấu mẹ ơi, bây giờ mình à, ăn bạch tuộc đi. Mình là cá sấu mà. Mình cá sấu mà phải ăn cá chứ. Rồi, mẹ ăn con bạch tuộc nha. Cá sấu mẹ ăn con bạch tuộc nè. Wow, wow. Rồi, cá sấu mẹ ăn con bạch tuộc luôn. Ăn hết rồi. Ăn hết rồi hả? Con cá sấu con ăn cái gì giờ? À, con sư tử. À, cá sấu con ăn sư tử. Ủa, cái hồ cũng có sư tử nữa hả? Rồi, coi cái hồ này nó xuống nó uống nước nè. Con sư tử xuống nước bị cá sấu con ăn luôn rồi. Ăn luôn rồi. Rồi ăn xong chưa? Yeah. Ăn xong luôn rồi phải không? Còn mấy con lận nè. Còn mấy con lận nè. Bây giờ mình phải ăn cái gì ta? Hai con hả? Chưa no nữa. Ôi bụng cá sấu mẹ bự quá. Cá sấu mẹ phải ăn nhiều mới được. Mà bây giờ cá sấu mẹ ăn con cá màu xanh đi. Rồi, cá sấu mẹ ăn cá màu xanh nha. Cá sấu con ăn cá gì vậy? Ôi cá sấu con ăn cá màu xanh nước biển hả? Rồi vậy cá sấu mẹ ăn cá màu xanh lá cây nha. Đây. Wow. Ngon quá. Ngon quá hả? Dạ ăn xong rồi. Rồi ăn xong rồi cá mẹ mang xong nhả xương ra. Rồi. Bây giờ ăn con tôm đi, thèm tôm quá. Giờ ăn tôm luộc đi. Ăn đi. Rồi cho cá sấu mẹ ăn con tôm luộc đi. Con sấu nhả rồi. Phải ăn con tôm bự đó đi. Con tôm bự nãy con ăn rồi. Rồi vậy cho cá sấu mẹ con tôm luộc nha, con tôm nướng nè. Wow, tôm này nướng nó đỏ chét luôn rồi nè. Cá sấu con ăn ngon không? Ngon hả? Rồi cá sấu mẹ ăn no rồi, giờ giục vỏ thôi, bỏ vỏ ra thôi. Rồi còn mấy con nữa nè. Wow, chưa no nữa, thôi ăn con cá màu xanh lá cây màu vàng này nha. Con ăn cá màu hồng đi. Rồi cá sấu con ăn cá màu hồng, cá sấu mẹ ăn cá màu xanh lá cây nha. Rồi cá màu xanh lá cây ăn luôn. Cá màu vàng nè. Thôi đúng rồi, cá màu vàng. Ngon quá ta ơi. Rồi nhả xương ra. Hả con? Cá vịt hả? Rồi cho cá sấu mẹ ăn cá mỏ vịt nha. Các bạn cá mỏ vịt. À cá sấu con ăn con rái cá hả? Con hải cẩu. Rồi bây giờ rồi ăn xong rồi nhả xương ra. Dục vô. Là cháu dục vô cái mẹ. Còn hai con cá heo kìa. Cá sấu con ăn con cá heo nào? Rồi cá sấu con ăn cá heo màu tím phải không? Rồi cá sấu mẹ ăn cá heo màu xanh nha. Màu xanh. Ngon quá ta. Ăn như vậy nè. À ăn như vậy hả? Ăn nước. Ăn nước họng lên mới nuốt được hả? Ăn như vậy đó hả? Rồi ăn như vậy luôn mà rồi nhả xương ra. Ôi bây giờ rớt rồi hả? Rớt xương rồi. Ôi bây giờ no quá rồi. Ủa chú ăn câu biển còn con nữa. Rồi no, ăn miếng sao biển luôn hả? Rồi ăn sao biển cho nó mát nha, cho mát người. Rồi bây giờ nhả xương ra đi. Bây giờ no quá, giờ còn ba cái kẹo, lụm kẹo về cho cá sấu ba ăn đi. Lụm kẹo về rồi. Con sấu con lụm.
Rồi cá sấu con lượm kẹo cho cá sấu ba ăn nha. Rồi đi về thôi. Đi về thôi. Rồi tới nhà chưa? Rồi tới nhà rồi. Rồi bây giờ đi tập thể dục đi. Cá sấu con bắt nhạc lên đi tập thể dục đi. Rồi dẹp kẹo này. Rồi dẹp kẹo nghe. Về cho cá sấu ba ăn. Rồi bắt nhạc lên đi tập thể dục đi cá sấu con ơi. Rồi đi tập thể dục nha. Rồi quanh về đi cho cá sấu con quanh về đi. Quanh đầu lại. Rồi bây giờ cá sấu con với cá sấu mẹ đua nha, coi giờ thắng nha. Rồi đi nhanh thôi, chạy đua mẹ. Quả cá sấu con chạy nhanh dữ hả? Rồi cá sấu con thắng rồi nha. Rồi cá sấu mẹ thua rồi. Thôi đi về ngủ thôi, đi về nhà ngủ thôi. Rồi bỏ lên cây, treo lên ổ ngủ. Rồi ngủ đâu, ngủ trên cây bự luôn á hả? Rồi cho cá sấu lên cây nằm ngủ luôn. Rồi cá sấu con nằm ngủ với cá sấu mẹ luôn nha. Rồi ngủ về cá sấu đè cá sấu mẹ luôn á. Rồi cho... rồi đây cá sấu con với cá sấu mẹ nằm ngủ chung luôn. Rồi ngủ sai chưa? Rồi bye bye các bạn đi. Ơi, xin chào bác sĩ Bin. Trời ơi, bác sĩ Bin, nay làm gì ạ? À các bạn ơi, nay bác sĩ Bin sẽ đánh răng cho búp bê nha. Rồi bây giờ bác sĩ Bin sẽ lấy kem đánh răng và bộ đánh răng cho búp bê nghe, mình tập chơi đánh răng nha. Rồi đây bác cầm bê cho, rồi nặng kem ra. Đúng rồi, nặng kem ra mình đánh răng cho búp bê nha. Đâu rớt rồi hả? Rồi đánh răng cho búp bê đi. Rồi đánh răng cho búp bê nha. Con đánh răng ở ngoài á, con đánh răng sâu dữ hả? Ăn sâu quá hả? Rồi các bạn ơi, bây giờ bạn Bin đang đánh răng cho búp bê nè, cho không có bị sâu răng nha. Rồi cho thêm miếng kem đánh răng vô. Rồi đánh răng cho búp bê rồi, hồi mình khám bệnh cho búp bê nha. Rồi lấy nước cho búp bê súc miệng đi. Rồi các bạn đánh răng xong rồi mình chùa miệng, súc miệng cho búp bê nha. Rồi bây giờ khám bệnh cho búp bê đi, coi búp bê có bệnh không. Rồi lấy đồ khám bệnh cho búp bê nha. Rồi đây bác sĩ Bin sẽ khám bệnh cho búp bê nè. Rồi đồ khám bệnh nó kêu luôn hả? Rồi búp bê có bệnh không? Có bệnh hả? Bệnh chỗ nào? Búp bê chạy tay rồi. Búp bê bị chạy mặt rồi nè, bị chảy máu trên mặt nè. Rồi lấy băng keo dán lại nha. Băng keo đâu rồi? Keo đâu? Rồi búp bê bị chảy máu lên mặt rồi, giờ là lấy băng keo ra dán mặt búp bê nha. Búp bê bị mũi chích á. Trời mưa xuống là búp bê bị mũi chích á, biết không? Đó, mũi chích ngay mặt luôn nè. Rồi bây giờ bác sĩ Bin sẽ lấy băng keo dán mặt búp bê lại nha, dán ngay chỗ mũi chích á, chứ để ngày mai là nó sưng lên á. Rồi xong chưa? Chưa hả? Xong rồi. Rồi dán lên nha. Dán đâu? Rồi dán ngay chỗ mũi chích kìa, mũi chích màu đỏ đó. Đúng rồi, dán lên. Trời dán xấu dữ hả? Cái tay nữa hả? À cái tay này có vòng tay á. Trời dán xấu quá à. Dán vô chợ các bạn, bác sĩ Bin dán băng keo lên mặt mà búp bê xấu quá. Rồi bây giờ búp bê xong rồi nghe. Rồi bây giờ mình làm gì ta? Chưa nữa hả? Làm gì nữa? Khám tay hả? Rồi các bạn ơi, đau quá hả? Đau quá hả? À đúng rồi, đau quá là cái tay nó không có bị bệnh á. Rồi còn làm gì nữa không? Đâu? Cái đó gì vậy?
À, cái đó khám tay hả? Rồi tay có bị gì không? Rồi tay không bệnh gì phải không? Ừ.